Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ H. H là cái chế độ đấm vùng cổ vai gáy của người bệnh. Thì cũng rất may là bệnh nhân của chúng ta ở đây đang có triệu chứng đau vùng cổ vai gáy. Đấy, chúng ta thấy cái cử động của tay khi mà tôi giới thiệu với quý vị cách lắp đặt và cách sử dụng máy điện sinh học DDS2 trên thực tế bệnh nhân lâm sàng. Thì đầu tiên chúng ta nhìn sơ qua, ở đây đó là những phụ kiện của máy DDS2. Còn đây là máy của chúng ta. Cách lắp đặt nó thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có hai phần dây nối như thế này, cắm vào hai cái phần giáp ở đằng trước này. Thì hai phần dây này cấu tạo nó giống hệt nhau nên quý vị cắm vào đâu cũng được, nó chỉ khác nhau ở cái màu để chúng ta phân biệt. Để cắm vào những cái bộ phận nối ra ngoài cho nó chuẩn. Và cái cách cắm ở đây chúng ta lưu ý là nó sẽ có hai bên. Một bên là đầu dương và một bên là đầu âm. Đầu âm thì chúng ta sẽ nối vào phần dép, và đầu dương thì chúng ta sẽ nối vào găng tay cũng như là những cái phụ kiện như là đầu dò phẳng này, đầu dò đinh, hay là phần phần mắt này, phần ốp ngực này, rồi đến những cái miếng dán như thế này đó. Còn ở đằng sau của máy thì đây chúng ta có một cái công tắc và một phần nối với dây nguồn. Chúng ta sẽ cắm một nguồn điện. Đấy, ở thế này thì chúng ta có rất nhiều cái chế độ từ A cho đến Y này. Ở đây là thời gian, ở bên này là thời gian. Thời gian chúng ta có thể điều chỉnh từ 1 cho đến 90 phút. Ở bên này là cường độ. Cường độ thì chúng ta có thể điều chỉnh từ 1 cho đến 99. Ở dưới này là nút bắt đầu và tạm dừng. Đó, một cách rất là đơn giản. Đây là hai cái nút để chúng ta điều chỉnh giữa các chế độ qua lại với nhau. Hết sức là đơn giản. Đó là cái cách cắm những cái phần này. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ cắm vào những cái phần như là găng tay. Đây, găng tay thì chúng ta sẽ có một cái phần dây nối. Đó, chúng ta nhớ là cái phần đầu dương sẽ cắm vào găng tay, còn đầu âm sẽ cắm vào dép. Ở găng tay thì chúng ta sẽ đi cái phần găng tay cao su này trước để cách điện, và phần găng tay này đi ra bên ngoài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng những cái miếng dán cơ bản giống như con DDS1 đây. Như tôi đã nói trước thì cái đầu dương chúng ta sẽ để ở phần tay, còn đầu âm chúng ta để xuống phần chân của bệnh nhân. Hình dạng chân bản. Rồi đây là cái phần đầu dương. Đầu dương này thì người bác sĩ sẽ là người cầm và trực tiếp là điều trị ở trên người bệnh nhân. Thì trước khi mà điều trị chúng ta sẽ chọn những cái chế độ ABCD đấy, rồi chọn cái cường độ và thời gian. Sau khi mà đã lập xong cho mình được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ở nút start. Đấy, chúng ta tôi khuyến cáo rằng là khi mà chúng ta bắt đầu với những bệnh nhân mới thì chúng ta sẽ cần phải tăng dần cái cường độ lên, chứ không để cái đường cường độ cao. Đấy, thì bệnh nhân sẽ cảm giác khó chịu và có cảm giác sợ. Nếu như bệnh nhân mà chưa có cảm giác gì, chúng ta bắt đầu tăng dần lên. Đó. Và khi mà chúng ta sử dụng cái này thì chính cái bàn tay của chúng ta cũng sẽ cảm nhận được cái dòng điện nó truyền qua. Đó, và tôi đã cảm nhận được cái phần dòng điện này. Và bây giờ thì tôi sẽ chỉnh lên mức độ cao. Thì khi này là chúng ta sờ vào phần này, chúng ta cũng đã cảm nhận được một phần của cái dòng điện rồi. Và sau khi mà sờ vào người bệnh nhân, chúng ta cảm nhận thấy là cái dòng điện nó rất là mạnh. Đó. Đấy, và đấy là ở cái mức 40. Đấy. Và vừa rồi thì là cái phần miếng dán này, thì chúng ta sẽ đổi sang một cái phần khác, đó là cái phần găng tay. Thì phần như tôi nói nãy thì phần đầu âm chúng ta sẽ cắm vào phần dép cho bệnh nhân. Nó tiện hơn cái miếng dán kia mà bệnh nhân sẽ được đi dép, chứ không phải dẫm lên hai cái miếng nhỏ nhỏ như lúc nãy nữa. Đó, đấy. Anh xỏ vào chân đi. Còn đây là cái phần đầu dương chúng ta sẽ cắm vào phần găng tay này. Chúng ta sẽ cắm rất là cẩn thận vì cái đầu này nó rất là nhỏ. Sau khi cắm xong thì chúng ta sẽ đeo cái găng tay cao su này vào. Thì cái lợi ích của nó là chúng ta sẽ không bị cái dòng điện truyền qua nữa, và chúng ta không bị
cái cường độ quá cao của dòng điện làm cho chúng ta cái cảm giác khó chịu. Đấy, thì sau khi mà đeo găng tay xong thì chúng ta lại cài đặt lại những cái chế độ từ A cho đến Y, và thời gian cũng như là cường độ chúng ta cũng sẽ tăng dần lên đó, chuyển sang chế độ khác. Ở đây tôi đang để cường độ là mức 5 và nút bắt đầu. Đấy, thì bệnh nhân sau khi mà đi dép vào rồi thì chúng ta sẽ có thể tác động cho người bệnh nhân. Đấy, thì ở đây là cái mức 20 khi mà chúng ta đã xác định được cái cường độ phù hợp với bệnh nhân của mình rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành những cái phương pháp ở trên bệnh nhân, điều trị những cái vùng tổn thương của người bệnh. Đó. Em có cảm nhận được cái dòng điện không? Dòng điện như là kim châm vào thì nó châm nhẹ. Thì ở đây là chúng ta đang sử dụng ở cái chế độ châm cứu, và nếu như mà các bác sĩ muốn tác động sâu hơn và mạnh hơn thì chúng ta có thể tăng được cái cường độ ở đây lên, và tối đa của nó là 99 cơ, là chúng ta yên tâm. Và cũng có lưu ý nhỏ nữa là khi mà chúng ta sử dụng găng tay thì tuyệt đối tránh để hai găng tay này tiếp xúc với nhau, và nó ảnh hưởng đến phần máy của chúng ta. Rồi tiếp theo thì chúng ta chuyển sang cái chế độ đó là đấm liên tục. Chế độ A là châm cứu, chế độ B là chế độ đấm liên tục, thì xem người bệnh sẽ có cảm nhận gì khác so với chế độ A. Đấy, thì khi mà chúng ta tác động đúng vào vị trí huyệt của người bệnh thì người bệnh sẽ cảm nhận được rất là rõ cái tác động của cái dòng điện này. Đó, khi mà tác động vào huyệt thì anh sẽ cảm thấy như thế này. Cảm thấy như là sẽ có một lớp điện mà nó tác động ngắt quãng ở trên bề mặt da của mình, nhưng mà nó sẽ nâng một chút chứ nó không sâu như chế độ châm cứu. Đó là chế độ đứng liên tục. Tiếp theo ở chế độ C là chế độ hòa quán. Đấy, thì chúng ta vẫn sử dụng cái cường độ điện như lúc nãy, tác động dần lên những cái vị trí của bệnh nhân. Đó. Thì ở chế độ này thì anh thấy như này. Chế độ này thì nó lại hơi giống một chút với cái chế độ châm cứu, nhưng nó khác, nó sẽ đau hơn. Có nghĩa là cái lực của điện vào nó tập trung vào một điểm nhiều hơn là châm cứu. Ok. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang chế độ D. D là chế độ bấm huyệt, vẫn cường độ như lúc ban đầu, phù hợp với người bệnh. Đó. Thì ở chế độ bấm huyệt này anh cảm thấy như nào? Cái chế độ này thì nó nhẹ nhàng hơn một chút so với chế độ còn lại, thì nó cảm giác nó thư giãn hơn, nó điện nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo thì đó là chế độ E. Chế độ E là chế độ cạo gió. Chế độ này thì cảm thấy là nó rất là nhẹ, nhưng mà cái dòng điện nó chảy đều trên cái bề mặt da của nó hơi nông nông một chút thôi. Nhẹ bên dưới. Chúng ta thấy là mỗi một chế độ là chúng ta có những cái tác động khác nhau, thế nên là người bác sĩ sẽ cần phải nắm rõ cho mình những cái chức năng những cái chế độ này. Tiếp theo đó là chế độ F. Chế độ F này của chúng ta là chế độ đấm lưng, nó sẽ tác động ở trên vùng lưng của người bệnh. Khi mà chúng ta chuyển từ vùng tay sang vùng lưng thì có thể là chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái cường độ. Có vẻ như là người bệnh của chúng ta chưa cảm nhận được gì nhiều so với vùng ở tay. Đó. Tăng lên một chút thôi là cảm nhận rõ ràng ngay. Thì ở cái chế độ này anh cảm thấy như thế nào? Cảm thấy những cái con kiến nó rất là nhỏ, nó cắn vào những cái vị trí mà mình đang có dấu hiệu đau ấy. Ví dụ như vị trí ở chỗ này hay là chỗ này, thì khi bàn tay của bác sĩ sờ đến thì nó sẽ có một cái điện nó tác động vào, nhưng nó rất là thoải mái chứ nó không đau như châm cứu. Đấy. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ H. H là cái chế độ đấm vùng cổ vai gáy của người bệnh, thì cũng rất may là bệnh nhân của chúng ta ở đây đang có triệu chứng đau vùng cổ vai gáy. Đấy, chúng ta thấy cái cử động của tay khi mà tôi chạm vào, chỉ một cái thao tác chạm rất nhẹ thôi, nhưng bệnh nhân cảm nhận rất là rõ ràng. Và anh cảm nhận như thế nào?
cảm nhận thì ở cái vùng này thì nó tác động khá là mạnh và sâu, nhưng mà tôi đang bị đau cổ vai gáy thì là khi điện nó chạy vào bên trong thì cái vùng đau nó được giảm bớt, mình cảm giác nó rất là dễ chịu. Đó, rất là hiệu quả trên bệnh nhân của chúng ta. Và đặc biệt đây là một bệnh nhân mà chỉ bị đau vùng cổ vai gáy, nếu như bệnh nhân mà đau ở những vùng khác ấy thì cái tác động của nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Tiếp theo là chế độ Y là chế độ massage. Massage này thì chúng ta có thể tác động trên nhiều vị trí. Thì anh cảm giác như thế nào? Nó rất là lạ, có nghĩa là cái điện mà nó sẽ lan tỏa nó từ vùng này sang vùng kia, mình có thể cảm nhận là điện nó sẽ chạy từ bên này sang bên này mà nó chạy rất là nhẹ, nó cảm giác rất là thích. Đó, và cuối cùng ở đây thì chúng ta có một cái chế độ, đó là chế độ tự động. Đây, chế độ tự động thì cái đèn bên này, đây, phần đèn này nó sẽ phá màu đỏ này. Đấy, và cái chế độ cuối cùng của chúng ta đó là chế độ tự động. Đấy, thì chế độ này nó sẽ chuyển từ lần lượt giữa các cái chế độ từ A, B, C, D, E, F, G, H, I cho nhau. Đấy, thì chúng ta có thể tác động liên tục mà không cần phải điều chỉnh các chế độ đối với tùy từng trường hợp bệnh nhân. Đó là về cái phần găng tay và phần dép này. Đấy, thì chúng ta chuyển sang những cái phần khác. Đấy, và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái miếng nằm tác động vào toàn bộ vùng lưng. Thì cái cách sử dụng nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tháo cái phần găng tay cũng như là phần dép lúc nãy ra để lắp vào toàn bộ cái miếng nằm này. Thì sau khi mà lắp xong hai loại dây, mỗi dây một bên, thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái phần rộng sẽ là tiếp xúc trực tiếp với phần vai của người bệnh đây, còn phần nhỏ là tiếp xúc với phần hông eo ở phía dưới này. Đó, chúng ta bắt đầu tăng dần cái cường độ lên để cho bệnh nhân của chúng ta cảm nhận từ từ. Đấy, thì cái cường độ này nó dần cũng tương đối là mạnh, thế là chúng ta sẽ tăng từng lớp một. Đó, nếu như bệnh nhân cảm thấy khó chịu thì chúng ta bắt đầu giảm xuống. Đó, thì sau khi dùng thử thì anh cảm giác như thế nào? Cảm giác là điện nó chạy hết lưng, mà cái dây thần kinh của mình, cuộc sống của mình nó ở lưng của mình nó rất là thoải mái. Đó là về cái cách sử dụng của cái miếng vùng lưng này. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang một cái dụng cụ khác ở đây. Đấy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó là hai cái bộ phận rất là đặc biệt, một cái đầu dò dạng phẳng hay chúng tôi gọi là đầu dò siêu âm, và cái thứ hai đó là đầu dò dạng đinh đây. Và hai cái thằng này thì nó sử dụng một cái bộ chiết áp để tác dụng thêm ngoài cái dòng điện sinh học ra, nó tác dụng thêm là nhiệt trị liệu trên cơ thể người bệnh nữa. Đấy, thì cái cách sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Mỗi thằng thì nó sẽ có hai đầu, sẽ cắm một cái phần chiết áp và đầu còn lại cắm vào máy. Bệnh nhân thì vẫn luôn luôn là đi dép rồi. Đó, thì trước khi sử dụng thì chúng ta còn có thêm hai cái phụ kiện của nó nữa. Đây là cái lọ gel để tăng cái nhiệt trị liệu của thằng siêu âm này lên. Còn đây là một lọ tinh dầu. Cái lọ tinh dầu này thì nó giúp cho cái quá trình chúng ta thực hiện chế độ massage cho bệnh nhân. Tinh dầu thì nó là một cái vật tư tiêu hao không thể thiếu được ở trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái máy điện sinh học PDS. Đấy, thế thì chúng tôi cũng cung cấp tới quý vị những cái dòng tinh dầu cao cấp và rất nhiều mẫu mã từ A, B cho đến loại H. Đấy, thì quý vị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình được. Rồi, về cái cách sử dụng thằng đầu dò siêu âm này thì chúng ta sẽ vặn cái phần chiết áp lên. Chiết áp này nó sẽ giúp tạo ra nhiệt của cái vùng đầu dò này. Ở đây thì nó có một cái nút bấm, khi chúng ta sử dụng chúng ta bấm cái nút này, và không sử dụng chúng ta bỏ ra. Còn chúng ta sẽ phải bấm liên tục trong cái quá trình sử dụng. Thì anh cảm thấy cái đầu dò này như thế nào? Tôi cảm thấy là nó có một chút nóng và nó có điện nó chạy qua cơ thể, nhưng mà điện nó rất nhẹ và cái độ nóng nó rất là vừa phải. Đó, thì đối với những bệnh nhân mà cảm nhận được thì chúng ta có thể điều chỉnh mức thấp, nhưng mà đối với những cái bệnh nhân mà vẫn chưa cảm nhận thấy thì chúng ta có thể vặn được
cái phần này lên, điều chỉnh cái cường độ dòng điện lên, chúng ta điều chỉnh rất là cao để phù hợp với mỗi bệnh nhân riêng biệt. Tiếp theo là thằng đầu dò dẫn đinh này, cách lắp nó giống hệt với thằng siêu âm thôi. Một phần là cắm với chiếc áp, một phần là cắm vào máy. Còn chân bệnh nhân thì vẫn luôn luôn đi dép rồi. Thằng đinh này chúng ta sẽ điều chỉnh phần nhiệt ở đây. Đấy, và phần điện ở đây. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tác động trên người bệnh. Cái thằng này chúng ta sẽ phải tác động mạnh, sau đó bắt đầu di dần xuống theo các cái đường huyệt của người bệnh. Thì anh cảm thấy thế nào? Nó sẽ nóng, thứ nhất là nó sẽ nóng. Và thứ hai là điện ở đây nó sẽ như kiểu là kiến đốt, nhưng mà kiến đốt nó lâm râm thôi. Thì nó rất là thoải mái. Đó, đây là trên một người bình thường thôi. Đấy, còn đối với bệnh nhân thì chắc chắn là tác động vào những cái vị trí đau hay những vị trí mình bị bệnh lý thì chắc chắn bệnh nhân sẽ rất là thoải mái. Thì đó là một cái dụng cụ tác động vào các cái huyệt vị ở vùng mắt, xung quanh vùng mắt của người bệnh. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng rất là đơn giản thôi. Đây, cắm vào. Nó có hai cái vị trí cắm ở trên này. Đó, còn phần đầu bên này chúng ta để ý rằng là nó vẫn luôn luôn ở phần dép và bệnh nhân sẽ luôn luôn đi dép. Đấy, chúng ta sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp với người bệnh của mình. Không quá chặt, không quá lỏng, tránh tạo cảm giác khó chịu cho người bệnh. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu điều chọn cái chế độ và tăng cái cường độ lên sao cho nó phù hợp với bệnh nhân của chúng ta. Đấy, chọn chế độ. Em cảm nhận được không? Tôi cảm thấy là nó rất là nó hơi đau một chút đấy, nó sẽ hơi đau một chút và cái dây thần kinh xung quanh vùng mắt của mình nó sẽ giật. Nhưng mà nói chung là nếu mà chúng ta có bệnh thì có lẽ là nó sẽ dễ chịu. Đấy là trên người bình thường, còn đối với bệnh nhân của chúng ta thì những bệnh nhân mà có những cái bệnh lý ở các huyệt vị xung quanh vùng mắt thì đảm bảo rằng nó tạo ra những cảm giác rất dễ chịu cho người bệnh. Và cuối cùng của chúng ta đó là một cái bộ dụng cụ tác động ở trên vùng ngực của các chị em phụ nữ. Đây thì nó tác động giúp cho làm săn chắc lại cái vùng ngực của khách hàng của quý vị. Đấy, thì nó sử dụng rất đơn giản thôi. Nó sẽ có bốn cái vị trí ở đây để chúng ta cắm vào. Hai bên là một dây. Đấy, còn hai bên này cũng là một dây. Chúng ta tác động vào vùng ngực.